Chào các bạn, trên tay này mà mình đang cầm là cục pin dung lượng cao và cái nắp lưng dành cho Samsung Galaxy S2. Đây là sản phẩm mới, phụ kiện mới của Samsung. Cục pin này có dung lượng là 2000 mAh. Đây là cái nắp lưng. Nắp lưng này màu đen và được thiết kế với những đường vân sọc. Và đây là cục pin rời dành cho Samsung Galaxy S2. Cục pin này có dung lượng là 2000 mAh. Này, ở đây có đảm dung lượng của cục pin này. Đây là cục pin bình thường của Samsung Galaxy S2 và bên đây là cục pin dung lượng cao của Galaxy S2. Thì rõ ràng là cục pin dung lượng cao có một chiều dày hơn so với cục pin bình thường. Cục pin thường có dung lượng là 1650 mAh. Dày hơn một chút so với cục pin thường. Do cái cục pin dung lượng cao có chiều dày hơn cho nên là nguyên bộ phụ kiện này được tặng kèm thêm một cái nắp lưng có được thiết kế là nhô cao hơn so với nắp lưng bình thường. Nếu mà chúng ta bỏ cục pin dung lượng cao vào sử dụng cái nắp zin của nó cũng ấy thì chắc chắn là sẽ không bỏ vừa. Đây là hai cái nắp lưng. Mình sẽ bỏ thử một cục pin dung lượng cao này vào thì máy sẽ có được bị nhô lên hơn một chút so với bình thường. Đều hơn so với cái nắp lưng bình thường của máy, vừa vặn hơn, không có một cái độ cong xuống giống như là chúng ta thấy thường thấy. So với cái nắp lưng trước thì cái nắp lưng này so với cục pin này thì cầm có vẻ là chắc tay hơn. Cái quan trọng nhất là chúng ta có thể sử dụng được pin, sử dụng được thời gian lâu, không an tâm với việc sử dụng pin của Samsung Galaxy S2 này, không có phải phập phồng lo sợ khi hết pin. Với cục pin backup rời này thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái cục sạc bàn rời dành cho Samsung Galaxy S2. Đây là phụ kiện đang được bán tại Mai Nguyên. Thì phụ kiện này mình đã được giới thiệu cách đây không lâu. Thì chúng ta có thể vừa sử dụng một cục pin này và vừa sạc thêm ở trên cái thiết bị này, rất là tiện lợi.